Đi chơi đây cả nhà ơi. Hello, how are you? Hello, mọi người khỏe không? Vào đây chơi bà con à. Đây là phong cảnh của chỗ đỗ xe. Sáng ngày ra mà không có chỗ đỗ luôn. Chắc là sáng ngày ra người ta ra đây người ta uống cà phê đó, cho nên là không có chỗ đỗ xe luôn, để mãi mới có chỗ đỗ. Chào Vi Mạnh Trần ạ. Viết này tưởng tiếng của nước nào. Vi Mạnh. Hello Ashimoto. Hello Ashimoto to. Bây giờ là tớ đi chơi. Hôm nay trời cũng ok. Đi chơi lang thang. Mọi người khỏe không mọi người ơi? Vào đây chơi đây. Tớ nói chuyện cái gì bò rát vàng rát muối gì đó. Mọi người nghe rõ không? Chào nữ điệp viên. À, vừa lái xe nhá. Nhiều lúc đọc được, nhiều lúc không đọc được nhá. Comment nhá cả nhà nhá. Đây là rau đầu bao. Người ta nói là rau đầu bao. Cái chỗ bùng binh à, gọi là tiếng Việt mình là gọi là bùng binh. Roundabout. Ngày xưa mình sang đây, mình mới sang đây mình nghe cái chữ roundabout, mình lại tưởng là chữ Việt, tiếng Việt Nam giao đầu bao. Mình lại tưởng chữ Việt Nam. Mọi người ơi, và mình nghe thấy trên mạng nó ầm ĩ lên cái vụ ăn bò rát vàng. Cái bọn điên, bọn khùng, bọn ba que sỏ lá chúng mày chỉ muốn kích động người dân Việt Nam. Nhưng mà người dân Việt Nam bây giờ người ta đâu có ngu, người ta đâu có coi miếng ăn là cái gì đâu. Chúng mày ở bên này á, chúng mày thèm quá cho nên chúng mày suốt ngày chúng mày thấy người ta ăn cái gì ở chúng mày á, gầm gừ giống như chó trực cứt ấy. Gà đờ ba quá. Nghe có rõ không mọi người? Đúng không? Chứ là miếng ăn bây giờ là một cái lãnh đạo của người Việt Nam, người ta ở Việt Nam. Thì khi người ta đi ngoại giao ở nước ngoài ấy, thì bạn bè người ta ở bất cứ một cái nước nào ấy, người ta phải mời đi ăn, đưa đi ăn, đúng không? Bây giờ ví dụ mình đi về Việt Nam mà gặp bạn bè thế, người ta cũng dẫn mình đi những cái nơi nào mà nó đặc biệt, ngon, đúng không? Nổi tiếng. Thì ông tên là gì quên mất rồi. Mình không có nhớ tên, ông gì nhỉ? Tô Lâm. Ông là một cái người lãnh đạo của Việt Nam, ông là bộ mặt của đất nước. Ông đi sang đây ông ăn thì đâu có cái vấn đề gì đâu hả? Ông ấy là cái đẳng cấp của ông là phải ngồi ở những cái chỗ đó, chứ không phải ngồi ở cái chỗ phố Bô Sa, hiểu không? Cái bọn ba que sỏ lá bây giờ nó đói quá, các bạn biết không? Nó chỉ kích động người dân Việt Nam để nó lấy cái tin tức để nó kiếm ăn thôi. Chứ chúng nó là cái lũ ngu. Ông ấy đi ăn như thế, mình là người dân Việt Nam mình cảm thấy đẹp đẹp mặt. Tại vì người dân Việt Nam ngày xưa người ta nghèo khổ, bây giờ người ta đã được sang cái những cái nước này. Người ta bắt tay ngoại giao mấy lại những cái đất nước khác. Rồi người ta đi ăn ở những cái nơi đẳng cấp. Mình là một cái người dân bình thường thôi. Mình cũng thích đến những cái chỗ sang trọng rồi mình khoe, đúng không? Ông Tô Lâm ông là người chứ ông đâu phải là cái gì đâu hả? Ông không được quyền, nhân quyền của ông đâu. Ông không được làm những cái chuyện đó.
Bây giờ ông đi ăn như thế, cho dù tiền là ở đâu đi chăng nữa, ai cho ông đi chăng nữa, hay là tiền túi của ông bỏ ra đi nữa, thì ông có phạm luật pháp không? Ở lũ lũ ba que sỏ lá, lũ bò vàng, ngu xuẩn. Đó. Bây giờ từ xưa đến nay á, kể cả những cái người tỷ phú ở nước ngoài này đã dám đi vào đấy ăn chưa? Hả? Mẹ cha nhà chúng mày, chúng là người Việt Nam mà chúng mày chỉ bới móc ra để cho người ta cười cho. Những cái người ở bên này người ta nghe thấy chúng mày rú lên như là một chó điên đấy. Người ta cười cho thối mũi cái dân Việt Nam ở bên này ngu xuẩn. Mẹ chứ người ta là cái người lãnh đạo của đất nước mà người ta đi qua bên đấy thì đương nhiên người ta phải ngồi ở những cái nơi đẳng cấp chứ. Bạn bè của người ta cũng là toàn những người đẳng cấp chứ. Người ta không được quyền vào đấy ăn à? À lũ chó chết. Bây giờ ông đi như thế, mình là người dân Việt Nam mình cảm thấy hãnh diện. Thì sau này những cái người bán hàng hay là những cái dân tộc khác, nó nhìn cái người dân Việt Nam nó cũng cảm thấy nó cũng nể, đúng không? Nó còn không coi khinh mình nữa. Nhiều khi dân Việt Nam đầu đen đi vào ú a ú ớ, xong rồi đi vào những cái tiệm mà hàng cao cấp ấy, những cái tiệm mà đắt tiền á, nó nhìn nó khinh, nó nghĩ bụng nó không biết bọn này có tiền mua không, có khi không dám vác mặt vào đấy nữa. Năm mẹ gì có tiền mà mua. Thế bây giờ người ta nhìn người Việt Nam với cái con mắt khác, hiểu không? Nỗ ba que sỏ lá ngu xuẩn. Người dân Việt Nam người ta còn không nghĩ đến cái miếng ăn như thế. Chúng nó nghĩ rằng chúng nó muốn kích động người dân Việt Nam, ý nói là ông Tô Lâm ông ăn hối lộ, ông nhiều tiền, ông đi sang đấy ông ăn xa xỉ tiền của người dân. Cái mà bố chúng mày giỏi như thế, cái gì chúng mày cũng soi được, tại sao chúng mày không lấy cái bằng chứng nào ông ăn hối lộ đi mà đưa ra cho thiên hạ người ta nhìn đấy? Tại sao chúng mày phải soi cái bữa ăn của người ta trong khi chẳng có cái lý do gì nói là người ta là ăn hối lộ này kia các thứ? Thấy chúng mày cũng công phu không? Chúng mày giỏi á, chúng mày làm được những cái chuyện nó đẳng cấp một tí. Chẳng hạn như chúng mày nói người ta là những cái người cán bộ ở Việt Nam là ăn hối lộ rồi có tiền này kia, ăn cướp của dân cái gì đó. Chúng mày lấy ra những cái bằng chứng đây đi. Hả? Chúng mày sống ở bên hải ngoại này, chúng mày cũng hiểu rằng cái gì nó cũng phải có bằng chứng. Khi mình nói ra bất cứ một cái gì phải có bằng chứng. Đó. Chúng mày vu khống cho người ta đưa chúng mày đi tù. Chúng mày hiểu những cái chuyện như thế không? Cái bọn nghèo đói khổ sở, mẹ chỉ nhìn miếng ăn to hơn người. Người ta ăn đi thì kệ con mẹ người ta, cái gì gọi là nhân quyền, người ta không được quyền ăn à? Hả? Những người đi hải ngoại, ở hải ngoại này một chuyến du lịch đi về Việt Nam mười mấy 20 ngàn, có hơn cái bữa ăn của ông không? Hả? Sao chúng mình ngu thế? Chúng mình sống ở hải ngoại một cái nơi văn minh mà sao chúng mình ngu xuẩn thế? Xong rồi chúng mày bảo người ta là há mồm ra đớp như đớp cứt thế cái gì. Thế là tất cả chúng mày nói những cái người người ta có tiền rồi, có quyền rồi, người ta đi vào đấy người ta ăn, người ta đều đớp cứt hết ạ. Nói cái bọn này sao chúng mình ngu thế không biết. Ông ấy đi ăn như thế, tất cả những cái người lãnh đạo Việt Nam ấy, nếu mà đi qua bên này mà ăn những cái bữa ăn như thế, mình cảm thấy hãnh diện, tại mình là người dân Việt Nam. Để cho người ta nhìn thấy một cái cách của dân Việt Nam. À, dân Việt Nam bây giờ nó nhiều tiền lắm, đừng có đùa, đừng có khinh thường nó, đúng không? Thì cái con mắt của người hải ngoại ở bên này nhá, người ta sẽ nhìn cái người dân, cái dân đầu đen, cái dân Việt Nam ấy, nó khác đi. Khi mà nó tiếp đón một người Việt Nam, nó sẽ không cảm thấy là lạ. Wow, con này không biết ông đi vào đây rồi, ông biết có tiền để mà trả không này kia các thứ. Người ta sẽ nhìn bằng cái con mắt khác, hiểu chưa? Nũ ngu, nũ đói. Để chúng mày
thèm khát quá cho nên chúng mày thèm những cái đấy quá cho nên chúng mày cảm thấy miếng ăn nó to. Người ta không được quyền ăn à? Người ta có phạm pháp không? Ông Tô Lâm ông có phạm pháp không? Đó, ông đi ăn mà chúng mày cũng soi. Sao chúng mày không tự hỏi cái ông Tổng thống Mỹ á? Một phút của ông bước ra đường mấy ngàn đô. Hả? Tiền đấy tiền ở đâu? Tiền của chúng mày đó. Đó. Chúng mày nói người dân đóng thuế, thế chúng mày có đóng thuế không? Đấy là tiền dân, tiền của dân á. Đi một bước ra ngoài đường thôi, trèo lên xe đi chỗ này chỗ kia, một phút của ông ấy là gần 3.000 đô. Đấy, chúng mày tính ra một ngày đi du lịch rồi đi nước này nước kia, mỗi một người ta tính ra một phút là 3.000, gần 3.000. Thì á, đi lên xe rồi ông ngồi những cái xe mà bắn không thủng á, rồi á, cái biệt đội bảo vệ cho ông ấy là nó bao nhiêu tiền mỗi một giờ? Chúng mày sao chúng mày không hỏi đi, sao cho ông ấy xa xỉ đấy, mẹ ngu như chó. Sao bảo là Tổng thống Mỹ là người ta thích lắm mà làm sao đi ra lại sợ cho sợ bị bắn làm sao? Đó. Có ai như là Thủ tướng của Việt Nam ngồi xem đá bóng với người dân không? Thách cái Tổng thống của Mỹ nhà chúng mày ấy, đi ra ngồi xem đá bóng với dân ấy. Mẹ nó bắn cho thủng óc luôn. Bọn tớ ở quê 4 tháng vào quán cũng hết 2 triệu, chưa nói gì dân thành phố bọn họ có thể phải chi tới 20 triệu là bình thường nhé. Thì một cái bữa ăn đấy có mấy ngàn đồng thôi, nếu mà một người, đúng không? Nó đắt là cái đắt cái gì? Nó đắt là cái nơi đấy toàn những người nổi tiếng tới. Nó đắt là cái gì? Cái nó đặc biệt, nó phục vụ. Đấy không? Ở đây á, có bao nhiêu cái đứa ở đây á, ăn được cái bữa ăn như thế mà tỷ phú cũng không dám vác mặt vào đấy ăn nữa. Tỷ phú của hải ngoại của người Việt ấy. Tại vì đi vào đấy đâu phải đi một mình, đúng không? Đi vào đấy phải đi hàng bao nhiêu người để vào đấy ăn để này kia các thứ, chứ đi một mình làm sao mà enjoy được, mà thưởng thức được. Uống một cái chai rượu cũng phải có vài người uống nó mới vui chứ. Có uống của mình á, uống ám mẹ thì vứt mẹ đi. Rượu ngon mà không có người uống á, không có bạn để uống thì cũng vứt. Rượu ngon mở ra là phải có nhiều người, bạn bè này kia rất thân. Uống nó mới vui. Đi ăn một bữa ăn thôi mà ầm mỹ nên cứ thấy là những cái đứa nào mà nói những cái đấy là thấy chúng mày có phải là cái dạng tầm thường không? Quá tầm thường. Mẹ coi cái miếng ăn như là cái gì á, mà hỏi thật mọi người vàng có ăn được không? Hả? Mình không biết là mình chưa biết là vàng có ăn được không? Để vàng có chui vào người mình nó có tiêu hóa được giáp vàng. Xong rồi nó cái bọn ba que sỏ lá chẳng làm được cái tích sự gì, để chỉ tự hạ thấp cái đẳng cấp của mình xuống, hạ thấp cái bản giá trị con người của mình xuống. Hả? Người ta ăn rẻ, ăn không ăn này kia thì chúng nó cũng nói. Hả? Ăn mặc không đẹp chúng nó cũng nói, ăn mặc rẻ tiền chúng nó cũng nói. Hả? Ở rẻ tiền nghèo thì chúng nó cũng nói là nghèo, chúng nó chửi là nghèo. Bây giờ giàu rồi chúng nó cũng chửi, bảo mày à, chúng mày là cái loại người gì ấy. Đấy, mình là người dân bình thường thôi, mình cũng muốn đi những cái nơi ngon, nó đẳng cấp, đúng không? Chẳng hạn như mình đi máy bay, mình cũng muốn là có một ngày nào đó mình được đi hạng thương gia để xem mấy hạng thương gia nó như thế nào. Đó là làm người sống là phải như vậy. Còn á, phải nói về cái bữa ăn của ông Tô Lâm, mình dám chắc một điều là không bao giờ ông phải trả tiền, tại vì ông là khách của một
nước khác ông đi sang đây thì đương nhiên ông phải có bạn bè, ông làm gì phải trả tiền từng đấy người, bao nhiêu người ăn một cái bữa đấy, đúng không? Thế xong chúng nó gào ầm lên, chúng nó nói là tiền của người dân, vậy tại sao chúng mày không hỏi tổng thống Mỹ nó đi ra ngoài đường nó mất bao nhiêu tiền, có phải tiền đóng thuế của chúng mày không? Ô cái nụ ngu, không chửi chúng mày không được rồi. Tại vì chúng mày làm cho người dân Việt Nam ở hải ngoại nó rẻ mạt đi, hiểu chưa? Chú công an ấy, chú hít còi đấy, các bạn nhìn thấy đường xá của Úc chưa đấy. Đúng không? Có phải là chúng nó làm cho người dân Việt Nam ở hải ngoại này nó rẻ mạt đi không? Hả? Tại sao người Việt Nam mình, mấy người Việt Nam mình lại tấn công nhau đến cái mức độ như vậy? Hả? Phải thấy tự hào chứ. Chúng mày đi ra ngoài đường bây giờ chúng mày nói là bọn ba que sỏ lá nói là người Việt Nam, vậy thì người có phải đứng hàng giờ đồng hồ để giải thích là tôi không phải người Việt Nam bây giờ không? Tôi là người Việt Nam đẳng cấp Sài Gòn ngày xưa không? Chúng mày phải đứng hàng giờ giải thích cho người ta như thế nữa không? Hay là người ta chỉ biết chúng mày là người dân Việt Nam mang cái cờ đỏ sao vàng là biểu hiện cho đất nước Việt Nam thôi, là đeo biết cái cờ vàng ba que sỏ đỏ là cái gì hết, hiểu chưa? Lúc ba que sỏ lá ngu rồi chết con mẹ chúng mày đi. Hôm nay tao chở đấy. Lái xe nhé mọi người nhé, không nhìn lấy bình luận nhé. Đi ra chỗ đèn xanh đèn đỏ ở cái nhìn được. ai cũng lên đây chụp cái hình đẹp, cũng khoe chụp cái này kia, ăn uống ngon cũng khoe, ở cái nhà triệu đô cũng khoe, để làm gì? Để cho mọi người ta biết là mình sống đẳng cấp. Thế ông Tô Lâm ông ấy là người hay ông là cái gì hả? Ông ấy làm cho chính quyền Việt Nam, ông phải có lương chứ, ông phải có lợi thì ông mới làm chứ. Ai cũng vậy thôi, cuộc sống này mỗi một người phải đi làm kiếm ăn, đúng không? Phải có một cái giá trị của người ta. Ông là một cái người lãnh đạo của Việt Nam, ông có quyền được hưởng những cái thứ đó, mà ông bạn bè ông thiếu gì? Mà bạn bè người ta là những người đẳng cấp thì người ta phải tới những cái nơi đẳng cấp, và tới những cái nơi sang trọng đấy là đặt mình vào cái nơi đẳng cấp, đúng không? Thì cái giá trị của người ta là như thế. Chúng mày gào ầm lên chỉ vì cái miếng ăn thôi à? Thế cứ ầm ầm lên như thế, thế cái nhà hàng nó bán cho ai? Có thể khả năng cái nhà hàng nó đưa những cái tin tức đó ra để nó quảng cáo cho cái thương hiệu của nó, cho cái nhà hàng của nó, hiểu chưa? Nũ rốt, chúng mày cũng chỉ là quảng cáo cho từ nay trở đi á, những người dân Việt Nam mà đi đầu đen đi đâu á, người ta cũng nhìn người Việt với bằng mấy con mắt khác, người ta sẽ nói ồ bây giờ người Việt người ta nhiều tiền, đúng không? Người ta không coi thường cái dân Việt Nam nữa. Đấy là ông Tô Lâm ông làm đẹp mặt cho cái bọn hải ngoại đấy, rõ ràng là như thế, đúng không? Tại vì người Việt Nam cho dù ở Việt Nam qua đây hay là người hải ngoại qua ở đây sống đi đâu cũng không bị coi thường, tại vì Việt Nam bây giờ nó khác Việt Nam ngày xưa. Chúng mày phải hiểu sâu xa như thế, đồ ngu. Sống mà chỉ biết đâm đầu, thấy đã ăn ngon là bắt đầu ghen tức. Mình chả là cái gì đâu ấy, mình ăn, mình cũng có thể ăn mấy trăm một bữa ăn được, một người ấy. Cái ông đấy, ông là một cái người lãnh đạo Việt Nam, tại sao ông không có quyền? Chúng mày lấy lý do gì ra là nói đưa cái bằng chứng ra là ông Tô Lâm ông ấy phạm pháp đi. Mẹ tiên sư, người ta ăn chúng mày cũng chui vào, chúng mày soi
Xong cái bò rát vàng ấy, chúng mày ông soi mẻ và toilet ấy, xong lọc cứt của ông ra, chờ ông đi ở. Xong lọc cứt của ông ra, lấy vàng mang về mà bán. Bố lũ điên. Ông làm đẹp mặt cho ông Tô Lâm, ông làm đẹp mặt cho cái dân Việt Nam ở hải ngoại. Dân hải ngoại đi sống ở những nơi ở hải ngoại nhiều chứ. Bây giờ đi vào một cái tiệm nào hay là đi mua cái gì, ví dụ như là người ta cũng nghĩ ở dân Việt Nam bây giờ đừng coi thường nó. Không, giờ nó đẳng cấp lắm đấy, đừng có đùa với nó. Nó nhiều tiền lắm đấy. Cái giá trị của cái người Việt Nam nó cũng hơn lên. Mẹ nhà chúng mày chỉ biết nhìn mà người ta ăn xong rồi soi mói xong rồi đả kích người Việt Nam, mà người dân Việt Nam đâu có ai nói năng gì đâu. Hả? Dân Việt Nam người ta coi cái miếng ăn là miếng bình thường, mà đã đi được ra nước ngoài thì phải hưởng thụ. Rõ ràng là như thế, những người người ta đi ra nước ngoài người ta phải hưởng thụ được để người ta làm đẹp mặt cái dân Việt Nam. Chứ ông dân Việt Nam đi sang rồi tính từng đồng từng hào một xong rồi á, mua bán gì thì tính từng đồng từng hào một, như thế thì nó mới là hay ạ. Hả? Mình là người Việt Nam, mình muốn cho cái dân Việt Nam mình nó đẹp mặt lên, đi ra ngoài hải ngoại mình thấy đẹp mặt lên. Mẹ chúng mày chỉ hình như bị tự kỷ hết một lúc với nhau. Mà thực ra nói cho các bạn nghe, chúng nó chính là tại vì giống như là chúng nó muốn kích động người dân Việt Nam để mất lòng mấy lại chính quyền đấy. Ý là chính quyền Việt Nam đã lấy tiền xong rồi đi cái gì? Đi tiêu phí hoang phí. Nó suốt ngày nó nói người dân Việt Nam đang khổ mà lãnh đạo đi ăn thế này thế kia, mẹ chưa có mấy ngàn bạc làm được cái tích sự gì hả? Chia được cho bao nhiêu người? Sao chúng mày không ra cái mấy chia tiền của chúng mày cho mấy cái đứa homeless ấy? Có lũ điên đã không chửi chúng mày không chịu được cơ, tại vì chúng mày làm mất mặt cái dân Việt Nam ở hải ngoại này, hiểu chưa? Qua que sổ lá. Thế mình đi từ đây nên quen nửa tiếng đồng hồ, vừa đi vừa nói lâu lắm rồi, không nên đi chơi. Mẹ mình cũng muốn mình đi máy bay, mình cũng muốn ngồi hạng sang chứ, không có tiền phải chịu thôi. Thế mà mình cũng được ngồi qua rồi, mình cũng được hưởng thụ qua rồi. Đó. Nhiều người còn chưa biết máy bay hạng thương gia là cái gì, có tiền không dám đi đâu. Tớ cũng được ngồi qua rồi, lại không mất tiền nữa. Đấy, chẳng hạn như mình chẳng hạn, bây giờ mọi người, bây giờ mình đi máy bay mình ngồi hạng thương gia, người ta nghĩ mình là ồ, con bé này nhiều tiền thế, sao nó ngồi hạng thương gia. Nhưng mà cái thực sự ở đằng sau ấy nó lại không phải là như thế. Tại vì hôm đấy mình đi về Úc này, mình đăng ký cái ngày về Úc thì đúng cái ngày đấy nó hết chỗ ở hạng bình thường đó. Thế là nó cho mình luôn cái chỗ, kể tại có một người thôi mà nó cho mình luôn cái chỗ ở trên máy bay ở hạng thương gia, mấy ngàn đô, gấp đắt mất mấy lần luôn. Thực tế mình đâu phải trả đồng xu nào, chỉ trả cái vé bình thường thôi, nhưng mà mình lại được ngồi hạng thương gia. Nhưng người ta nhìn vào người ta sẽ cứ tưởng mình là mua hạng thương gia để ngồi, con bé này nhiều tiền. Cái gì á, thực tế nó khác, nhìn mọi người nhìn ở bên ngoài nó khác. Nếu mà ông là cái người, ông Tô Lâm ông là cái người muốn dùng tiền ăn như thế thì ông phải book riêng một cái phòng của ông ấy. Mẹ một khi ăn vụng ăn trộm hay làm mẹ gì, có ai khoe ra cho thiên hạ nhìn thấy, đâu có ai ngu như vậy đâu. Ông ngu như vậy thì ông đã không làm được lãnh đạo. Mẹ cái bọn chó, mẹ
tao nghe thấy chúng mày nói tao lộn cái tam bành lên, tao trời chết mẹ chúng mày, cái lũ nhà chúng mày, chúng mày sống ở bên này mà chúng mày ngu như một lũ chó, mẹ chỉ biết tớp thôi, thấy người ta ăn là mẹ thèm giỏ dãi ra như một lũ chó đói. Mọi người đồng ý tớ chửi cái bọn này không? Trời chết chết mẹ nó đi, nó ngu lắm. Tại vì nó nói những cái đấy ra nó làm ảnh hưởng đến cái người dân Việt Nam sống ở hải ngoại này. Cái miếng ăn nó là cái gì đâu, nếu mà một con người bình thường mình chẳng coi trọng những cái miếng ăn nó là cái gì, cho dù ăn ngon hay là không ngon thì là cái người ta bình thường thôi, người ta không kết quả, tại vì chúng nó đói quá, chúng nó như một lũ chó đói, miếng ăn to cho nên nó thấy người ta ăn là bắt đầu nó gào ầm lên. Đâu có ăn của chúng mày đâu hả? Cho dù người ta ăn đi chăng nữa, ví dụ như là con là tiền của Việt Nam đi chăng nữa, là tiền của người dân Việt Nam vẫn mẹ gì đến cái lũ bà que chó đói chúng mày. Bây giờ phải đặt chúng nó gọi là chó đói, một lũ chó sang bên này vừa câm vừa điếc, đã biết cái gì cả, xong rồi kiếm đồng tiền bây giờ cộng sản đang nuôi chúng mày đó. Suốt ngày mang tin tức của cộng sản lên để kiếm ăn. Chúng mày làm được cái tích sự mẹ gì? Ông trời, chúng mày không chịu được cơ. Yeah. Ok, bye bye cả nhà nhé. Nói nhiều quá rồi. Khát nước.